Rồi, xin chào anh em nhé. Tôi đang ở khu Glesimco. Bây giờ bắt đầu thông sang gọi là cái khu vòng xuyến của S205, ngay chỗ chân tòa nhà S205 đây. Và vòng xuyến giao giữa Glesimco và khu đô thị Vinhome Smart City rất là thuận tiện anh ạ. Thực sự là rất là tiện lợi. Đây, vòng xuyến đây bắt đầu thông đường rồi. Bây giờ là như các bạn vừa nhìn thấy là mấy anh ấy đang làm nốt hàng rào chắn rồi, chắc khoảng tầm chục ngày nữa hoặc 2-3 ngày nữa là sẽ thông đường sang. Những cái khối đế của khu Vinhome Smart City đây thì nó dao động thuê nó khoảng tầm 50-60 triệu một tháng, rẻ bèo thì 25-30 triệu, thì khoảng tầm 25-30 mét vuông. Nhưng ở khu Glesimco thì 120 mét vuông thô cho thuê với mức giá là 8 triệu là thô, còn 20 triệu là hoàn thiện hết rồi, đẹp đâu đấy về chỉ việc ở thôi. Còn những cái căn chung cư nhá, chung cư ở khu Tôn Kin ấy và Matrai mà view hồ 80 triệu thì Glesimco có nhà rồi, 5 tầng rồi thì giá nó cũng chỉ có khoảng tầm 100 triệu mét vuông. Nếu mà đất ở khu An Khánh, đất dịch vụ thì nó khoảng tầm là 80 triệu, hơn 80 triệu mét vuông thì cũng bằng chung cư. Mà chung cư thì 50 năm là nó hỏng rồi. Công trình chung cư nhá, nhà cao tầng thì chỉ được 50 năm thôi, cấp công trình mà thì hạn sử dụng được 50 năm. Nhưng mà đất thì muôn đời đúng không? Con cháu để lại cho đời sau con cháu. Chung cư thì mất giá theo hàng năm, chỉ có đợt này nó tăng giá một chút thôi, nhưng mà thường là mất giá. Thế thì các bạn nào mà mua đất thì 100% thắng, sau này x2 x3 được. Còn chung cư khó có thể x2 đôi được, nhưng cái thời điểm này thì nó tăng lên. Thực sự là chung cư nó được phê duyệt để mà một dự án rất là khó, nên chung cư cũng tăng nhẹ lên 20-30%. Thế thì quý anh chị nào mà quan tâm đến khu vực đất An Khánh, Hoài Đức nhé, hoặc là Yên ấy, thì nó bằng với giá đất chung cư, thì có thể liên hệ với tôi có thể hỗ trợ anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.